Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Chuyện hy hữu ở Phi Lực Tuần, đang đứng dưới đất mà lại bị máy bay đâm thiệt mạng. Đức Hồng Y Parolin nói, Ngài sẽ làm chứng nếu được triệu tập đến phiên tòa xét xử ở Vatican. Các imam Hồi giáo, giáo sĩ Do Thái và giáo chủ chính thống giáo cầu chúc Đức Thánh Cha Francisco mau chóng bình phục. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Hồng Y Parolin nói, Ngài sẽ làm chứng nếu được triệu tập đến phiên tòa xét xử ở Vatican, tuyên bố hôm 4 tháng 7 vừa qua, khi tới thành phố Strasbourg, bên Pháp, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha để chủ sự các lễ nghi kỷ niệm 1.300 năm thánh nữ Odile qua đời. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói với giới báo chí rằng, điều tốt là có một quyết định xét xử vì nhà chức trách từ Pháp Vatican đã dành hơn 1.5 năm để quyết định. Tôi rất buồn cho những người liên hệ. Tôi không bày tỏ ý kiến về những gì còn lại vì tôi chưa đọc các văn kiện được công bố hôm 3 tháng 7 về vụ này. Chúng ta phải đợi vụ xét xử và tôi hy vọng nó sẽ mang lại sự thật. Chúng tôi hy vọng vụ xử sẽ ngắn vì nhiều người đã chịu đau khổ. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng, nếu họ yêu cầu tôi làm chứng trong vụ xử án, tôi sẽ làm. Tôi tin rằng về phương diện hành chánh, vấn đề ở trung tâm vụ xử sẽ được giải quyết rồi, sau nhiều quyết định do Đức Thánh Cha đưa ra để kiểm soát tài chánh của Tòa Thánh. Hôm thứ Bảy, 3 tháng 7, Vatican đã thông báo rằng Hồng Y Angelo Becciu sẽ bị xét xử với tội danh tham ô và lạm dụng chức vụ. Tòa án Vatican cũng thông báo sẽ tổ chức một phiên tòa hình sự chống lại 9 người và 4 tập đoàn liên quan đến vụ phụ quốc vụ khanh tòa thánh mua bất động sản đầu tư ở London. Phiên xử đầu tiên của phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Chuyện hy hữu ở Phi Lực Tuần, đang đứng dưới đất lại bị máy bay đâm thiệt mạng. Lực lượng an ninh Phi Lực Tuần hôm mùng 5 tháng 7 đang tìm kiếm các hộp dữ liệu chuyến bay của một chuyến máy bay bị rơi, làm 50 người thiệt mạng. Đó là một trong những thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất của đất nước này. Hôm 4 tháng 7, máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Phi Lực Tân chở 96 người, hầu hết là sinh viên vừa tốt nghiệp lục quân. Máy bay đã lao quá đường băng trong khi cố gắng hạ cánh trong thời tiết nắng rắc trên đảo Johor ở tỉnh Sulu, nơi trú ẩn của các chiến binh Hồi giáo. Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Phi Lực Tuần Edgar Avellaro cho biết 50 người, bao gồm 47 quân nhân và 3 dân thường, đã chết khi máy bay trượt ra khỏi đường băng và bốc cháy trong một ngôi làng. 53 người khác bị thương, hầu hết là quân nhân. Không rõ các phi công có nằm trong số những người sống sót hay không. Trong một diễn biến thật hy hữu, trưởng làng Tenda Halit nói với AFP rằng có 3 người đang làm việc trên mặt đất trong một mỏ đá đã bị máy bay đâm chết. Các bức ảnh chụp hiện trường do lực lượng đặc nhiệm Liên hợp Solu công bố cho thấy phần đuôi bị hư hại và phần sau thân máy bay bị tàn phá và bốc khói trong một lùm dừa. Các imam Hồi giáo, giáo sĩ Do Thái và giáo chủ chính thống giáo cầu chúc Đức Thánh Cha Francisco mau chóng bình phục. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trên khắp thế giới đã bày tỏ những lời chúc tốt đẹp và những lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco khi Ngài đang trong tiến trình hồi phục trong bệnh viện sau ca phẫu thuật ruột. Tôi cầu chúc cho người anh em thân yêu của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco hồi phục nhanh chóng để tiếp tục cống hiến cho nhân loại. Ahmad Al-Tayyeb, đại imam của Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, viết trên Twitter hôm 5 tháng 7. Đức Thượng phụ Đại Kết của Constantinople cũng bày tỏ những lời cầu chúc huynh đệ cho việc phục hồi nhanh chóng trong một thông điệp gửi cho vị giáo hoàng 84 tuổi, theo Vatican News. Đức Thượng phụ Đại Kết Bartolomeo, nhà lãnh đạo tinh thần của các Kitô hữu chính thống đông phương trên thế giới, bảo đảm với Đức Giáo Hoàng về những lời cầu nguyện và hy vọng của Ngài rằng hai vị sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện sứ mệnh hiệp nhất không thể thiếu mà Chúa Kitô kêu gọi chúng ta.
Vị thượng phụ chính thống giáo đã chia sẻ một trích dẫn từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Sự yếu đuối của Thiên Chúa mạnh hơn sức mạnh của con người. Và nói thêm rằng, mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện trong những đau khổ của chúng ta để tin mừng có thể sống động nơi chúng ta. Riccardo Di Seni, giáo sĩ trưởng Do Thái giáo ở Roma, cũng cầu chúc Đức Giáo Hoàng phục hồi nhanh chóng trong một bài đăng trên Twitter. Văn phòng của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu tất cả người dân Nigeria cầu nguyện cho sự bình phục của Đức Giáo Hoàng. Rượu bánh
tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng món hèn lòng thành kính con đáp lên. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.